Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video thì có thể nói là cực kỳ là hữu ích cho những anh em đang nuôi bồ câu mà sử dụng máy ấp trứng nhé. Thì đây, anh em mình thấy đây là một chiếc máy ấp trứng anh em nhé. Dạng xịn đó. Mình ở trại mình là mua máy móc cũng là dùng dạng là rất là xịn. Thì máy ấp trứng thì nó mình sử dụng như thế nào và khi mình mua máy ấp trứng về thì mình cần phải lưu ý những gì anh em nhé, chứ không phải là anh em mua máy ấp trứng về rồi anh em cứ cắm điện vào là anh em xài đâu. Thì ngày hôm nay thì mình hy vọng là với những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình thì mình sẽ mang lại cho anh em những cái thông tin cực kỳ hay ho để có gì anh em sử dụng máy ấp trứng sao cho hiệu quả nhé. Thì đây là máy ấp trứng, anh em có thể ấp được rất nhiều những loại trứng này, trứng gà này, trứng bồ câu này, trứng vịt này, thì đều có thể ấp được. Anh em mà khi mua về thì anh em cần phải lưu ý những cái là, thứ nhất là cái đây là máy ấp trứng là tự động anh em nhé, đây là những cái tự động này, đây là nhiệt độ và độ ẩm đấy, đây là những cái mà mình cái nút mình bấm á. Thì tia UV này đèn led thì mình soi luôn, đèn led thì mình buổi tối mình soi trứng xem trứng nó có cồ hay không á, có trống hay không á, thì mình soi ở trong này là có một cái đèn. Thì khi mua về thì anh em cần lưu ý những cái đầu tiên như sau. Anh em đây là cái chế độ đảo nhá, đảo tự động. Nó giống như là cái máy ấp trứng người ta chế tạo nó một cái đó là nó giống như là con chim bồ câu bố mẹ ấp cho nó vậy, thì bố mẹ nó sẽ đảo trứng anh em. Khi mà nó ấp trứng nó sẽ đảo trứng chứ không phải là nó giữ im ấp liên tục trứng như vậy đâu, thì nó sẽ đảo trứng. Thì khi mà người ta chế tạo ra cái máy ấp trứng á, thì người ta cũng cài đặt cái chế độ là đảo tự động, cứ một tiếng nó sẽ đảo một lần. Đây là cái nút bấm anh em. Anh em mua về anh em phải kiểm tra thử bấm cái nút này nó có đảo hay không này. Đây có nút xoay anh em nhé, nút xoay đây này, đây là nút đảo này. Đây, mở nó cho anh em xem luôn. Đây, nó vừa mới nở hết một đợt rồi anh em ạ, mình đi ghép rồi. Thì cái đảo tự động này cứ một tiếng nó sẽ đảo một lần, thì anh em phải lưu ý. Đây là cái cục nhiệt độ, thì mình những cái dây dưa như vậy thì mình không cần phải để ý đến nhiều. Mình chỉ để ý một cái là thứ nhất đó là cái đảo tự động. Còn nhiệt độ này nó sẽ tự nhảy anh em nhé. Nó dựa vào cái cục cảm biến ở bên trong nó sẽ nhảy cái nhiệt độ này. Có khi nào là cái nhiệt độ mà nó đủ độ thì nó sẽ dừng lại. Còn có một cái nữa này, mình chỉ anh em luôn. Anh em khi mà anh em mua máy ấp trứng về thì anh em cũng lưu ý một cái đó là cái đây anh em nhé. Đây là cục làm nóng dây đốt đấy. Còn cái đây là cái nước anh em. Cái nước anh em lưu ý một chút này là khi mà anh em xài á, anh em để ý là cái ở bên dưới này anh em, mình để cái bình anh em có thấy không, cái bình nước này anh em thấy không, là cái bình nước nhá. Hết nước ở trong cái khay này thì nó sẽ tự động nó hút lên luôn, tự động nó hút lên anh em nhé, để nó tạo cái độ ẩm cho cái môi trường trong này. Thì nếu mà anh em mà cái nước nó ở cây khay này nó cạn á, mà anh em không để ý á, thì nó ở trong cái trứng nó sẽ bị hư đấy anh em ạ. Nên anh em cực kỳ phải lưu ý. Cục này thì nó sẽ sôi liên tục như thế này. Với có một cái là để khi mà anh em xài mà đồ cho nó bền á, thì cái nguồn nước này, nguồn nước ở cái bình này á, anh em phải để cho nó sạch nhé. Phải để cho nó sạch. Chứ nếu mà anh em để cái bình nước mà bên trong nó chứa nước dơ thì nó sẽ hút lên đây này. Nó cái cục á nó sẽ rất là mau hư. Và cái cục đó thì anh em có thể đi mua được. Cái cục đó thì mình nhớ không nhầm là tầm khoảng là 200 mấy chục ngàn á. Cục trắng trắng hồi nãy nó sôi sùng sùng nước lên á. Cái cục đấy thì những cái bộ phận ở bên trong đó thì mình có thể mang mình thay được. Nhưng mà để anh em mà xài độ bền á thì mình cố gắng làm sao để cho cái nguồn nước nó thật sạch thì mình mới xài nó bền được anh em ạ. Thì nhìn chung đây là chiếc máy ấp trứng.
mình mua thì giá của nó thì cũng hơi đắt đấy, tại vì mình xài đồ nó cũng xịn rồi, tại vì mình muốn là sử dụng nó bền đấy. Thì anh em cần lưu ý cái thứ nhất đó là cái chế độ đảo trứng. Đảo trứng thì anh em phải để ý là nó có đảo hay không. Khi mà mua về anh em để ý cho nó có đảo hay không. Nếu mà nó không đảo nhé, nếu mà không đảo thì anh em bấm nút này, giống kiểu là mình reset đi vài lần lại thì nó bắt đầu nó sẽ đảo. Đặc biệt là cái đảo trứng, đó là quan trọng nhất. Nếu mà anh em mà cái chế độ đảo trứng này nó không hoạt động á, thì trứng của nó kiểu như là nó sẽ bị ở trên này thì nó nóng quá, ở trên này nóng quá, hoặc trứng nó không đều á, thì nó sẽ trứng của nó sẽ bị hư và nó bị ung. Mình nhớ không nhầm là ở trên trên mạng á, có một cái chị nào chị cái máy ấp trứng của chị nhiều trứng lắm, thì chị đăng lên là chị hỏi là tại sao trứng ấp cả mấy tháng mà không thấy nở. Thì chị mới tá hỏa, chị phát hiện ra là tất cả hầu như là trứng nó bị hư, nó bị ung á, thì nó rất là phí anh em nhé. Thì khi mà chị ấy liên lạc với mình, chị hỏi ấy, thì mình mới hỏi là cái máy ấp trứng chị mua là hiệu gì, rồi những cái chế độ ở trong đó nó có hoạt động hay không. Thì rốt cuộc là mình phát hiện ra là cái chế độ đảo này với cái nước nó hút lên nó không đủ cái độ ẩm, và không đủ cái độ ẩm để cho nó quả trứng nó nở thành ra nó bị ung. Chim của cái chị đấy thì chị vẫn ghép hết sức chuẩn, hết sức bình thường nhá, nhưng mà khi nở không, nó không nở được là một cái vấn đề như vậy. Thì anh em nuôi chim thì anh em cũng phải có đặc biệt một cái là lưu ý, không phải cái máy anh em mua về em cứ cắm điện và anh em xài đâu, anh em phải để ý là nó hoạt động như thế nào, tất cả những cái chức năng của nó, từ nhiệt độ này, nhiệt độ 37.5 này, rồi độ ẩm này, rồi chế độ đảo này, rồi nước này, nguồn nước này, rồi những cái cục cảm biến này, cục cảm biến ở bên trong này, rồi anh em bảo quản cái máy móc này thì anh em bảo quản ở trong môi trường nó mát mẻ một tí. Nếu mà anh em để nắng quá thì nó sẽ bị hư, hoặc là nó bị dính nước thì nó cũng sẽ rất là nhanh hư. Ở trại mình thì mình sử dụng máy ấp trứng để ấp chim bồ câu anh em nhé. Thì cứ đến tầm khoảng 5 đến 6 giờ chiều thì mình sẽ đi lượm trứng chim bồ câu và mình bỏ cái máy ấp. Và khi nó nở ra thì mình sẽ lấy cái bồ câu mới nở thì mình sẽ ghép vào cho bố mẹ nuôi. Con này thì đang nuôi con và vẫn đang đẻ này. Cặp nào mà nó thích nó ấp mà cực tốt thì mình cho nó ấp luôn. Và ở trại mình thì có một cái gọi là mình hay tặng nhiều cái từ, đó là tuyệt chiêu ấy nhỉ. Tuyệt chiêu có nghĩa là mình cho chim bồ câu nó đẻ vượt năng suất của nó, ép cho chim bồ câu đẻ và cho chim bồ câu đẻ quá cái lứa của nó. Một tháng thì nó đẻ hai lứa thì mình cho nó đẻ ba lứa luôn anh em, thì thu lại thì nó là thu tiền rất là cao luôn, lãi rất là nhiều. Nên anh em nuôi chim bồ câu anh em phải để ý là đối với những anh em nào mà làm lớn á, nuôi chim bồ câu mà mô hình rộng á, thì anh em sử dụng máy ấp trứng. Máy ấp trứng thì đối với những anh em nào mà tài giỏi thì anh em có thể chế. Tại vì ở trên mạng có rất nhiều những cái máy ấp trứng mà mình tự chế, anh em tự chế nó to, mình vẫn có thể xài, tốt. Còn không thì mình mua máy ấp trứng về mình xài thì nó cũng rất là ok. Ở tất cả những cái tỉnh thành đều bán máy ấp trứng mà. Thì nói chung là cái vấn đề máy ấp trứng thì mình không phải lăn tăn quá với cái việc là mình mua ở đâu. Đây anh em, mình quay trở lại nó một chút xíu. Và đặc biệt anh em sử dụng máy ấp trứng, anh em lưu ý thêm một cái điều, đó là khi mà chim bồ câu nó anh em để ý kỹ là nó nở ở trong này này, nó nở nhé. Ở đây có rất nhiều quả nó đang chuẩn bị nở đấy. Thì chim bồ câu thì tầm khoảng 17 đến 18 ngày là nó bắt đầu nở rồi anh em ạ. Thì anh em để ý kỹ là khi mình bỏ quả trứng vào ấy, thì mình để ý kỹ một chút, khi nó nở ra thì tầm khoảng trăm ngày ấy, thì mình sẽ mang nó ra cho chim bồ câu bố mẹ nuôi. Và khi mà anh em ghép thẳng vào cho những cặp chim bồ câu bố mẹ nuôi ấy, thì nói chung là
khi mà mình lấy quả trứng của bất cứ con chim bồ câu bố mẹ nào đó, mình ra mình cho máy ấp trứng này, thì chim bồ câu bố mẹ nó không cần nuôi con nữa, nó không phải ấp, thì nó sẽ tranh thủ khoảng thời gian nó đẻ anh em ạ. Nhưng mà khi mà mình lấy có cái con trong này ra này thì mình cho nó nuôi thì nó vẫn nuôi hết sức bình thường, nó vẫn nuôi anh em nhé. Nên nhiều anh em cứ hỏi mình là vậy thì tại sao mà nó lại nuôi được, không phải con của nó, tại sao nó vẫn nuôi? Đây là minh chứng của nó, là cho anh em xem một minh chứng luôn. Đó là những cây cặp bồ câu, tất cả những cặp bồ câu ở trại mình đều sử dụng máy ấp trứng hết. Đối với những giống chim bồ câu khác thì mình không biết, còn riêng đối với chim bồ câu ti tan thái siêu thịt đó, là khi mà mình cho nó ấp bằng máy ấp trứng và mình mang ra cho nó nuôi, bố mẹ nuôi, thì nó nuôi hết sức bình thường anh em, nó nuôi hết sức bình thường. Nên mình hay nói cái giống chim bồ câu ti tan thái siêu thịt nó lại là cái giống chim bồ câu chất lượng nhất này, dễ tính nhất. Mình hay sử dụng là dễ tính nhất, dễ tính tại vì mình ghép như thế nào nó cũng nuôi. Ở trại mình thì có thể mình ghép bồ câu gà, mình ghép bồ câu gà khi nó nở để mình cho bồ câu thái nuôi luôn, tại vì bồ câu thái nuôi con cực kỳ tốt. Chim bồ câu gà nó đẻ cũng ok, nhưng mà nó nuôi con nó phúc hơn một tí xíu, nuôi con cũng được thôi, nhưng mà mình hay đưa cho bồ câu thái nó nuôi thì nó ngon hơn một chút xíu. Khi mà mình chim bồ câu mà nó lớn thì mình sẽ tách nó ra. Đây nhân thể đây đang đẻ nhất này, chim bồ câu ra vàng cực kỳ to luôn. Mình bắt thử cho anh em xem luôn này, chim bồ câu ra vàng anh em nhé. Thì con này thì tầm khoảng được 11 ngày tuổi, 10 đến 11 ngày đi. Thì anh em thì thấy này, rất là khổng lồ này. Đây là bố mẹ nó mới cho nó ăn anh em nhé. Bố mẹ nó chăm sóc của nó hoàn toàn bằng sữa diều. Sữa diều. Mình giải thích thêm một chút xíu về cụm từ là sữa diều. Thì khi mà tất cả những cái đây là tất cả những cặp chim bồ câu ở trại mình là đều vào sinh sản hết rồi. Thì trong cái quá trình nó đẻ thì nó sẽ ăn, thì nó sẽ có một cái là sữa diều. Thì bố mẹ của nó sẽ cho nó ăn bằng sữa diều, chứ không phải là nó ăn cám đâu anh em nhé. Không phải là nó, tại vì còn bé mà sao nó ăn cám được, nên bố mẹ nó sẽ chăm nó bằng sữa diều. Còn nhiều nơi thì họ chăm hay cho hay nói có cái cụm từ đó là nuôi bộ á. Nuôi bộ đó là người sẽ bón cho con chim bồ câu đó ăn anh em ạ. Bón bằng có thể bằng những cái cách khác nhau này, sử dụng ống này, sử dụng thìa hay là gì cả. Hay là một cái vật gì đấy để cho nuôi chim bồ câu ăn. Vì nuôi bộ á thì họ nuôi khi mà con chim bồ câu nó nở ra một lượng rất là lớn thì họ sẽ nuôi bộ hết luôn. Họ sẽ cho nó ăn và nó sẽ lớn hết sức bình thường nhá. Tại vì nuôi bộ thì họ sẽ có một cái cách đó là chế biến ra một cái lượng thức ăn á. Nó giống như là sữa diều của bồ câu á. Họ sẽ có những cái cách, cái công thức của họ. Nhưng mà chim bồ câu đó thì mình chỉ bán lấy thịt thôi anh em ạ. Bán lấy thịt thôi. Thì cái chất lượng của nó thì nó sẽ không bằng đối với những cái cặp bố mẹ tự chăm sóc. Tại vì đối với những cái cặp chim bồ câu mà tự cho bố mẹ chăm sóc bằng sữa diều thì cái chất lượng thịt của nó thì nó ngon và nó ngọt rất là nhiều và nó thơm nữa. Ở đây anh em có thể thấy này, đây là chim bồ câu con này, rất là to. Ở hai con ở bên sau kia nữa anh em kìa, nó rất là to anh em ạ. Hai con chim bồ câu lồng bên kia rất là to, còn đây là hai cái ở trên này thì nó cũng đang lớn này, đang trong quá trình mọc lông đầy đủ đấy. Nhìn nó rất là to luôn. Còn hầu như tất cả những cái cặp chim bồ câu ở trên này của mình là đang vào đẻ và đang nuôi con hết rồi, rất là to và khỏe luôn. Đây mình, anh em có thể thấy không? Đây mình cầm một cận cảnh cho anh em xem luôn. Anh em có thể thấy không? Chăm sóc con bằng sữa diều nó rất là to luôn anh em. Chim bồ câu thái thì chăm con thì nó tuyệt đỉnh cho anh em ạ. Chăm con rất là khéo, con nào con đấy mà nó là mập ú luôn anh em. 25 đến 30 ngày tuổi là mình đã có thể bán được rồi.
chim bồ câu nó có một lợi thế như vậy đó anh em ạ. Nuôi chim bồ câu thì nó là một cái hướng phát triển kinh tế rất là hay. Và clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây nhé. Tạm hy vọng là những anh em mà sử dụng máy ép trứng thì anh em cũng lưu ý những cái điều cơ bản để mình có thể sử dụng máy ép trứng sao cho hiệu quả nhé. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người.